cực nóng, Thanh Nhã đã chính thức ký hợp đồng với câu lạc bộ châu Âu, nhận mức lương siêu khủng chưa từng có trong tiền lệ bóng đá nữ. Đội tuyển bóng đá nữ đã góp mặt tại nước chủ nhà New Zealand để bước qua giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước ngày tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023 lần đầu tiên trong lịch sử. Góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh của bóng đá nữ cũng đã mở ra cơ hội cho các tuyển thủ Việt Nam. Ngoài việc được so tài với các đội bóng mạnh trên thế giới, Huỳnh Như và đồng đội sẽ nhận được sự chú ý của các câu lạc bộ nước ngoài. Hiện tại, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như là gương mặt duy nhất của Việt Nam xuất ngoại thi đấu trong màu áo của Lành FC. Tuy nhiên, trong thời gian tới, nhiều khả năng tiền đạo trẻ Thành Nhã sẽ tiếp tục tiếp bước đàn chị sang môi trường mới. Như đã đưa tin, một câu lạc bộ châu Âu đã để mắt tới Thành Nhã, nhất là sau màn trình diễn đối với Đức. Theo thông tin mới nhất, đội bóng châu Âu bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với Thành Nhã. Để đàm phán chiêu mộ Thành Nhã sau khi mà World Cup nữ 2023 kết thúc, được biết đại diện của câu lạc bộ này dự kiến sang Việt Nam vào tháng 8 để làm việc với câu lạc bộ nữ Hà Nội lần cuối. Theo nhà báo Minh Hải đã khẳng định thì câu lạc bộ châu Âu vừa qua đã thuê nhà môi giới tới Việt Nam để đàm phán nhằm mua lại hợp đồng chính thức với Thành Nhã. Mức tiền lương họ sẵn sàng trả cho chân sút 22 tuổi lên tới 5.000 USD trên một tháng, tương đương là 117 triệu đồng trên một tháng. Đây là một mức lương kỷ lục mà chưa có bất kỳ cầu thủ nữ Việt Nam nào dám nghĩ tới. Kể cả như đàn chị thì cũng chỉ nhận mức lương là 1.500 USD, tức là bằng 1/3 mức lương của Thành Nhã dự kiến có được. Mức lương cực cao này khiến cho nhiều khán giả hoạt đầu mới nghe thì có một chút ngỡ ngàng, nhưng theo đánh giá từ giới chuyên môn, đây là một mức lương rất xứng đáng. Thứ nhất, Thanh Nhã đã cùng với đội tuyển Việt Nam đạt tới trình độ cung cấp thế giới. Cá nhân Thanh Nhã cũng chính là một minh chứng, một bản lĩnh thi đấu và một cái duyên của một ngôi sao khi mà liên tục tỏa sáng. Thứ hai, Thanh Nhã còn rất trẻ, cô chỉ mới 22 tuổi, thể hình ổn định ở vị trí tiền đạo cánh. Tiềm năng phát triển của Thanh Nhã vẫn còn cực kỳ lớn, khác với đàn chị Huỳnh Như đã ngoài 30 tuổi. Hai lý do kể trên thì hoàn toàn đủ thuyết phục để cho các câu lạc bộ châu Âu chi mạnh tay với cầu thủ này. Tờ báo châu Âu Defector đã nhận xét về Thanh Nhã. Thanh Nhã có tốc độ cực nhanh khi không có bóng và mặc dù không phải là kỹ năng dê bóng tốt như Huỳnh Như, nhưng lại tiếp thêm năng lượng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ở diện mạo khác. Thanh Nhã thích chơi trực tiếp, phù hợp với phong cách chơi của Việt Nam, tác giả nhận định. Khi Việt Nam chơi trận mở màn với tỷ số 2-1 trước Đức vào tháng trước, chính Thanh Nhã là người đã ghi bàn trong thời gian bù giờ để rút ngắn tỷ số dẫn trước cho Đức. Dễ dàng vượt qua cả hai trung vệ đội tuyển Đức rồi tung ra một cú dứt điểm lạnh lùng. Đây là phẩm chất mà tất cả các đội bóng đều khát khao có được ở một tiền đạo. Cô ấy là một viên ngọc quý của bóng đá Việt Nam, tờ báo này nhận xét. Với những đánh giá rất cao từ chuyên môn, con đường sự nghiệp của Thanh Nhã phía trước sẽ vô cùng rộng mở. Chúng ta hãy cùng chờ đợi một bản hợp đồng lịch sử tiếp theo. Nhân tiện nói về việc thi đấu châu Âu, thì sau khi nghe mức đãi ngộ của Thanh Nhã nếu ký hợp đồng, người hâm mộ lại có phần tiếc nuối cho Huỳnh Như khi sang châu Âu. Như chúng tôi đã nói, Huỳnh Như chỉ nhận mức lương là 1.500 euro trên một tháng. Huỳnh Như đã đàm phán để có thể tăng lên mức thương cho mình. Người đại diện của Huỳnh Như cũng đang đàm phán với Lành FC. Một trong những nội dung được quan tâm nhất đó chính là tiền lương. Huỳnh Như cho biết sau khi khép lại, đội bóng của Bồ Đào Nha đề nghị một bản hợp đồng mới. Do giải đấu ở Bồ Đào Nha đã kết thúc nên đại diện của Huỳnh Như đàm phán với câu lạc bộ để tiếp tục gia tăng hợp đồng và yêu cầu tăng 200 euro trên một tháng lương, bởi lương hiện tại của Huỳnh Như chỉ có là 1.500 euro trên một tháng. Thu nhập sau này của Huỳnh Như được cho là thấp nếu như mà so với mặt bằng chung của các cầu thủ nước ngoài. Bên cạnh đó, trong phần đàm phán, Huỳnh Như cũng đã bày tỏ ý định muốn gắn bó thêm với Lanh FC. Như vậy, Huỳnh Như đã xác định ở lại Lanh với mức lương mà cô nhận được thì không phải là gấp đôi, khoảng 3.000 USD trên một tháng như nhiều tin đồn đã dự đoán trước đó. Việc cầu thủ gốc Trà Vinh ở lại Bồ Đào Nha đa phần đến từ việc phù hợp với lối chơi cũng như môi trường sinh sống. Theo nhiều chuyên gia về môi trường, World Cup 2023 sẽ là cơ hội để Huỳnh Như chứng minh khả năng của mình. Nếu làm tốt, tất nhiên Lành FC sẽ phải chiều theo mong muốn của người đại diện Huỳnh Như, giúp cô có mức lương đãi ngộ xứng đáng hơn với những gì cô cống hiến. Quay trở lại với quá trình chuẩn bị World Cup thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang ở tại nước New Zealand với thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Chiều ngày 8 tháng 7 theo giờ địa phương ở Napier, đội tuyển nữ Việt Nam đã tiếp tục bước vào buổi tập luyện để chuẩn bị cho trận giao hữu với New Zealand. Mặc dù phải đối mặt với thời tiết sáu lạnh và có mưa khiến nhiệt độ xuống thấp, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã rất tích cực để hoạt động. Theo VFF, để đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ thì các bác sĩ đội tuyển Việt Nam cũng đã chuẩn bị thêm trà gừng và nước uống nóng. Vị huấn luyện viên thể lực là Roger cũng đã đưa ra các bài tập phù hợp để họ có thể thích nghi với sự thay đổi thời tiết. Chia sẻ tại buổi tập, ông cho biết,
Thời tiết ở đây khác so với Hà Nội, thấp hơn 30 độ, nhưng hôm nay có gió, mưa khiến cho cảm giác lạnh hơn. Tuy nhiên, nếu trong quá trình khởi động tốt và các cầu thủ có thể làm nóng người thì tôi nghĩ không vấn đề gì. Hai ngày vừa qua, các cầu thủ đã rất năng động. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu sắp tới. Trong những buổi tập vừa qua tại Napier, đối với các bài khởi động thì huấn luyện viên Roger cũng đã cho các cầu thủ tăng cường về khả năng nhanh nhẹn, xoay sở, chuyển hướng. Ở thời điểm này thì ban huấn luyện sẽ tập trung để cho các bạn duy trì thể lực đang có. Tất nhiên là các bạn thường thi đấu sẽ tập luyện nhiều hơn. Tôi hy vọng về mặt khởi động các bạn sẽ có một thời gian dài để tránh chấn thương. Chiều nay, thầy trò ông Mai Đức Chung sẽ có một buổi tập trước khi bước vào trận gặp đội tuyển nữ New Zealand. Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ New Zealand và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 17:30 chiều ngày 10 tháng 7 theo giờ địa phương. Trận đấu này chỉ mang tính chất giao hữu, chạy đà. Trước đó, về trận đấu này, thị trưởng thành phố Napier cũng đã cho biết đã theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Đức và mở bán vé từ ngày 28 tháng 7 thu hút được sự quan tâm. Napier là nơi hoàn hảo để tổ chức cho các sự kiện đẳng cấp thế giới và các trận đấu thể thao hàng đầu. Trang New Zealand Football đã dẫn lời thị trưởng của thành phố này. Thật thú vị khi trở thành trung tâm của cơn sốt bóng tại New Zealand trong những ngày qua. Trận đấu giữa đội tuyển nữ New Zealand và đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn hấp dẫn. Đây là một trong những sự kiện quan tâm trước thời kỳ World Cup. Đây cũng sẽ là trận giao hữu cuối cùng của đội tuyển nữ New Zealand trước khi bước vào giải đấu và chắc chắn thì họ đang rất muốn giành chiến thắng để có được một màn chạy đà tốt. Trước màn chậm trán với New Zealand thì đội tuyển nữ Việt Nam đang có một phong độ tốt khi không thể giành nổi chiến thắng nào ở 10 trận gần nhất. Còn ở đội tuyển nữ Việt Nam thì chúng ta đang có được một trạng thái thoải mái nhất trước khi bước vào hành trình lịch sử với lần đầu tiên tham dự World Cup. Trước khi đặt chân tới New Zealand, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có buổi tập bổ ích tại châu Âu. Trong chuyến tập huấn đó, đội tuyển Việt Nam đã giành 2 thắng 2 thua, trong đó có thất bại sát nút trước đội tuyển Đức. Đội tuyển đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng FIFA.